cuối cùng cũng đến lượt cô ấy. Người nói gì vậy? Trước đây hoàng thượng chính là đã chọn cô ấy làm đích phúc tấn, nhưng mà bị tiên đế và thái hậu ngăn cản lùi xuống. Ngôi vị hoàng hậu hiện tại này cuối cùng vẫn để cho cô ấy ngồi. Hoàng thượng, tứ a ca của chúng ta đã quyết định chọn Thanh Anh Cách Cách làm đích phúc tấn. Không thể được. Tại sao lại không được? Thanh Anh Cách Cách là cháu gái của Hoàng Ngạch Nương. Chính vì vậy nên mới không được. Hoàng hậu phạm lỗi đã bị cấm túc ở cảnh nhân cung, đến chết không được ra ngoài. Với tình hình hiện nay, cô ta được vào phủ đệ của con hay không, con phải cân nhắc kỹ lưỡng.